mừng Team Wear đã có cấp thắng Gam ở lượt đi, còn cấp Utah Pacers thì Lam Sin. Slider hả? No Do. Mình thấy khá là buồn cho Gam, tại vì trên bảng xếp hạng thì Gam cũng dưới Team Wear, còn về solo kill thì Slider cũng dưới mình mà thôi. Thật không được, không thể tin nổi. Đánh với Gam thì mình nghĩ mình chỉ đi vòng vòng thôi, vì Gam chỉ đánh với đội hình có 4 người à. Còn lượt đi thì Gam đã có play ông lão đánh cá, còn lượt này thì Gam chỉ có thể làm một cho cáo mà thôi. Không biết ở trận đấu sắp tới Levi đánh Ivan hay là con gì đây, để hai đội nhỏ này chạy Levi chắc trồng cây.